Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu bài tự tình của Hồ Xuân Hương trong ngữ văn lớp 11 tập 1. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua về tác giả. Tác giả là Hồ Xuân Hương. Bà là một nữ sĩ tài hoa, song cuộc đời và tình duyên lại lận đận ngang trái. Bà đã kết hôn 2 lần và lần nào thì bà cũng đều phải làm lẽ. Điều này đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của bà. Chúng ta thấy nổi bật trong sáng tác thơ Nôm của Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm với người phụ nữ, đồng thời khẳng định và đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ. Với đề tài này, cộng với cả tài năng viết thơ Nôm vô cùng giản dị, đậm đà chất dân tộc hiếm có, bà được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Tác phẩm nằm trong chùm thơ tự tình với 3 bài của Hồ Xuân Hương và chủ đề của các bài này đều là tâm trạng buồn tủi, xót xa cho duyên phận hẩm hiu. Ở đây chúng ta có thể biết qua thêm 2 bài tự tình số 1 và tự tình số 3. Tự tình số 1: tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm, mõ thảm không khua mà sao cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Trước nghe những tiếng thêm rền rĩ, sau giận vì duyên đã mõm mòm. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu già tom. Đây là tâm sự của một cô gái, dù tuổi đã cao rồi, song duyên đã mõm mòm, vẫn chưa tìm được người ưng ý để kết hôn. Tiếp theo bài tự tình số 3: chiếc bách buồn về phận nổi nênh, giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh, lưng khoang tình nghĩa giường lai láng, nửa mạn phong ba luống bập bềnh. Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến, rong lèo thây kẻ dắp xuôi gành. Ấy ai thăm ván cam lòng vậy, ngàn nỗi ôm đàn những tấp tênh. Bài này là tâm sự của một người phụ nữ đang chuẩn bị kết hôn lần thứ hai, song tâm trạng mang biết bao nhiêu nỗi tấp tênh, bấp bênh, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Từ đây chúng ta quay trở lại với bài chúng ta tìm hiểu hôm nay, bài tự tình số 2 của Hồ Xuân Hương. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn, xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu văn bản. Đầu tiên chúng ta xác định bố cục. Ta thấy văn bản này có thể chia làm 4 phần: đề thực luận kết, 2 câu đề nói về hoàn cảnh của tác giả, 2 câu thực là hành động giải sầu, 2 câu luận miêu tả hình ảnh thiên nhiên, và 2 câu cuối tác giả trực tiếp bày tỏ tâm sự. Tuy nhiên dù nó hoàn cảnh, hành động giải sầu hay hình ảnh thiên nhiên, chúng ta cũng đều thấy tâm trạng, tác giả đã dùng cảnh tả tình. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 câu đề hoàn cảnh của tác giả. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non. Ta thấy thời gian ở đây là thời gian đêm khuya. Lúc ấy con người ta sống thật với chính mình nhất, và đồng thời nó cũng nhằm nhấn mạnh khắc họa rõ hơn nỗi cô đơn của tác giả. Không gian ở đây toát lên sự vắng lặng, nó gợi nỗi cô đơn càng lúc càng rõ hơn. Trong không gian vắng lặng ấy, âm thanh của tiếng trống vang lên. Tác giả đã dùng tiếng trống để nhằm nhấn mạnh hơn không gian vắng lặng này. Đây là biện pháp lấy động tả tĩnh. Và tiếng trống đã được miêu tả thế nào? Đó là tiếng trống văng vẳng, dồn dập. Một tiếng trống xa vắng nhưng liên hồi, vội vã. Phải chăng ở đây tiếng trống ấy chính là báo hiệu sự dồn dập của thời gian xảy đến, mà đồng thời cũng chính là sự rối bời trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương? Thời gian càng đi nhanh, Hồ Xuân Hương càng thấy lo lắng. Tuổi xuân cũng như thời gian trôi qua làm sao giữ lại được. Để rồi ở đấy hình ảnh của nhân vật trữ tình hiện ra. Chơ, tính từ chơ đặt lên trên
làm cho chúng ta thấy rõ hơn về hình ảnh nhân vật. Đây là con người lẻ loi cô đơn, nhưng hình như trong đấy cũng có sự tủi hổ bẽ bàng, và bên cạnh ấy dường như còn có cả sự thách thức nữa. Từ chơ được đặt đầu câu với biện pháp đảo ngữ càng nhấn mạnh rõ hơn điều đó. Bên cạnh đấy thì cách ngắt nhịp 1-3-3 lại làm cho chúng ta thấy ấn tượng về từ chơ này. Hơn nữa thế, đi cạnh với từ chơ lại là cái hồng nhan. Nói hồng nhan là nói đến những cái gì đẹp nhất, là hình ảnh một người con gái vô cùng đẹp. Thế nhưng khi đặt chữ cái thì chúng ta thấy thật rẻ rúng và mỉa mai, cái đẹp đã bị coi thường. Cái hồng nhan chơ ra với nước non không chỉ là dầu dãi mà còn là cay đắng. Ở đây, hồng nhan với nước non đặt trong thế tương phản cho thấy sự cô đơn khủng khiếp của nhân vật trữ tình. Ở đó chúng ta có thể so sánh từ chơ trong câu thơ này của Hồ Xuân Hương với tâm trạng của nàng Kiều. Khi Kiều có một đêm tân hôn bắt buộc với cả Mã Giám Sinh thì nàng đã rơi vào hoàn cảnh đuốc hoa để đó mặc nàng làm trơ. Mã Giám Sinh đã để nàng làm trơ ra sau khi hắn ta thỏa mãn. Từ trơ ở đây thật sự làm chúng ta thấy vô cùng đau buồn cho số phận của Kiều. Nó không chỉ là sự cô đơn mà còn là sự bẽ bàng tủi hổ nữa. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta thấy tự trơ này thực ra nó còn có ý nghĩa là trơ lì, giống như trong câu thơ của bà Huyện Thanh Quan: đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Dù hoàn cảnh xung quanh vô cùng làm cho nàng cảm thấy đau buồn, làm cho Hồ Xuân Hương cảm thấy đau buồn, nhưng hình như điều đấy còn làm cho Hồ Xuân Hương cảm thấy mình luôn luôn phải cố gắng bản lĩnh hơn để đối diện với cả thực tại phũ phàng. Như vậy tóm lại, ở trong hai câu đề, tác giả đã miêu tả hoàn cảnh của con người, đấy là sự cô đơn, tủi hổ cho phận má hồng buồn bã. Để từ đấy sang hai câu thực, Hồ Xuân Hương đã miêu tả hành động giải sầu nhằm quên đi nỗi buồn vẫn đang len lỏi trong tâm hồn của nàng. Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Hồ Xuân Hương đã có những hành động như uống rượu, mượn rượu để quên đi nỗi buồn. Tuy nhiên, uống, say rồi lại tỉnh, cụm từ say lại tỉnh gợi lên cái vòng luẩn quẩn. Tình duyên đã trở thành trò đùa của con tạo, càng say càng tỉnh, càng cảm nhận nỗi đau thân phận. Câu thơ là ngoại cảnh nhưng cũng là tâm cảnh, tạo lên sự đồng nhất giữa số phận của tác giả với cả hình ảnh uống rượu. Bên cạnh ấy, Hồ Xuân Hương còn ngắm trăng để làm xua đi nỗi buồn. Nàng mong cái đẹp sẽ xua đi nỗi buồn, nhưng vòng trăng lại ở trong trạng thái bóng xế khuyết chưa tròn. Một lần nữa, chúng ta đã thấy sự đồng nhất giữa trăng với người. Mối tương quan giữa hình tượng trăng và thân phận nữ sĩ rất rõ ràng ở đây. Cảnh tình của Hồ Xuân Hương được thể hiện qua hình tượng thơ chứa đựng sự éo le. Trăng sắp tàn có nghĩa là bóng xế, thế mà vẫn khuyết chưa tròn. Hay nói cách khác, tuổi xuân đã trôi qua mà nhân duyên không trọn vẹn. Hương rượu để lại vị đắng chát, hương tình thoảng qua chỉ còn lại phận hẩm hưu duyên ôi mà thôi. Ở đây, để làm rõ được điều đấy, tác giả đã dùng phép đối lập nhằm tăng tính biểu cảm, đối lập rõ ràng giữa chữ say với chữ tỉnh, chữ khuyết với cả chữ tròn. Từ đấy ta thấy Hồ Xuân Hương đã có những hành động dài sầu nhưng không thể tìm ra lối thoát. Sang hai câu thơ luận, hình ảnh của thiên nhiên ở đây lại được tiếp tục với những nỗi niềm của Hồ Xuân Hương được ẩn kín. Xen ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ở đây hình ảnh thiên nhiên đã được miêu tả như thế nào và thể hiện tâm trạng gì? Chúng ta thấy ở đây tác giả đã miêu tả những sự vật như rêu từng đám, đá mấy hòn. Đó là những sự vật nhỏ bé, hèn mọn, ít ỏi nhằm ám chỉ tới số phận của người phụ nữ. Thế nhưng cái đặc biệt trong trạng thái sự vật này là sự xiên ngang mặt đất, là đâm toạc chân mây. Những sự vật nhỏ bé hèn mọn ấy
thế nhưng không chịu mềm yếu, chúng phải mọc xiên, lại còn xiên ngang mặt đất, đã rắn chắc, lại còn nhọn hoắt lên để đâm toạc chân mây. Ở đây tác giả đã liên tục sử dụng những biện pháp ví dụ đối giữa hai câu thơ. Đảo ngữ, đảo xiên ngang mặt đất và đâm toạc chân mây lên. Bên cạnh đó sử dụng những động từ mạnh, động từ mạnh xiên ngang, đâm toạc, và nhất là chữ đâm toạc, không nói là đâm thủng mà là đâm toạc. Tức là trong cái trạng thái vươn của sự vật, nó không chỉ là có sự vươn lên bình thường mà là vươn nhanh, vươn mạnh, vươn hết sức của nó, ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Và phải chăng ở trong đấy chúng ta thấy nó thể hiện sự phẫn uất, bướng bỉnh và ngang ngạnh của chính Hồ Xuân Hương. Ở đây tác giả đã dùng những từ ngữ thể hiện phong cách rất riêng của mình để nói về chính sức sống mãnh liệt trong con người mình, không chịu hài lòng với cả sự sắp đặt của số phận, không chịu hài lòng với cả cái định kiến của xã hội để cố vươn lên làm nên nét riêng của người phụ nữ. Như vậy tóm lại, ở đây hai câu thơ tả cảnh thiên nhiên nhưng lại mang sức sống mãnh liệt, và qua đó chúng ta thấy thể hiện nỗi phẫn uất bị dồn nén mang tính phản kháng của người phụ nữ. Để rồi trong hai câu kết, tác giả đã trực tiếp bày tỏ tâm sự của mình. Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Ngán ở đây chính là sự chán ngán, ngán ngẩm. Hồ Xuân Hương đã ngán lắm rồi, nỗi đời éo le bạc bẽo. Xuân đi rồi xuân lại, tạo hóa chơi một vòng quay luẩn quẩn. Từ xuân lại trở lại nói ở đây, từ xuân mang hai nghĩa, vừa là mùa xuân vừa là tuổi xuân. Mùa xuân đi rồi mùa xuân trở lại với thiên nhiên, với muôn nghìn hoa lá cỏ cây, nhưng với con người thì tuổi xuân qua đi không bao giờ trở lại. Hai từ lại ở trong cụm từ này có nghĩa là trở lại thêm lần nữa. Từ lại thứ nhất là thêm lần nữa, từ lại thứ hai là trở lại. Sự trở lại của mùa xuân lại đồng nghĩa với sự ra đi của tuổi xuân. Thủ pháp nghệ thuật tăng tiến ấy làm cho chúng ta thấy dường như Hồ Xuân Hương đang trở thành chán ngán trước tuổi xuân qua đi. Tuổi xuân qua đi như vậy mà tình cảm người đời dành cho bà thì sao? Mảnh tình san sẻ tí con. Thủ pháp nghệ thuật tăng tiến nhấn mạnh vào sự nhỏ bé dần, làm cho nghịch cảnh éo le càng éo le hơn. Nó dẫn đến sự xót xa, tội nghiệp. Rõ ràng, câu thơ được viết ra từ tâm trạng của một người mang thân đi làm lẽ. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ thì trôi qua, mà hạnh phúc thì ít ỏi. Đó là tâm trạng chung của những người phải lấy chồng chung. Hạnh phúc dành cho họ ít ỏi, nay lại càng san sẻ, nên càng trở lên chua chát, đắng cay hơn rất nhiều. Như vậy, chúng ta thấy ở trong đây, tác giả đã thể hiện cho chúng ta thấy được hình ảnh của người phụ nữ đau buồn nhưng vẫn thách thức duyên phận, gắng gượng vươn lên. Tuy nhiên thì cuối cùng vẫn rơi vào bi kịch. Từ đấy chúng ta có thể so sánh với bài Tự Tình 1 để thấy rằng sự giống nhau của hai bài chính là tác giả cùng bộc lộ tâm trạng buồn bã, xót xa, phẫn uất trước duyên phận vẽ vàng. Nhưng cái khác nhau rõ rệt chính là yếu tố phản kháng thách đố duyên phận trong bài số 1 thì mạnh mẽ hơn so với bài số 2. Bài số 2, tâm trạng của người phụ nữ rõ ràng là đã rơi vào bi kịch trong những câu cuối. Vậy từ đây chúng ta cảm nhận như thế nào về thân phận của những người phụ nữ phải làm lẽ trong xã hội? Chúng ta cùng suy nghĩ câu hỏi nhé. Cuối cùng, chúng ta đến với phần ba la mã ghi nhớ. Từ bài thơ, chúng ta thấy tác giả đã thể hiện lời tự tình. Trong đấy có bi kịch và khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương. Ý nghĩa nhân văn thể hiện ở chỗ, trong buồn bã, tủi hổ, người phụ nữ vẫn cố gắng vượt lên trên số phận. Nhưng cuối cùng thì vẫn rơi vào bi kịch. Về nghệ thuật, điểm đặc biệt nhất chính là cách sử dụng từ ngữ giản dị mà đặc sắc, trơ, xiên ngang, đâm toạc, con, cùng với cách sử dụng hình ảnh biểu cảm, trăng, rêu đá, thể hiện được những cảm nhận tinh tế trong tâm trạng của tác giả. Như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc bài học. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh